Cho bạn Nhật xin chào tất cả các bác. Em lại lên sóng tiếp các bác một con máy lọc khí hàng VIP nhưng mà giá thì ngon bổ rẻ các bác nhé. Panasonic FVXH70, hình thức thì như trên clip các bác nhìn. Em bán thì em không bao về vấn đề hình thức các bác nhé. Hình thức thì nó có như thế nào thì em quay như vậy. Đấy. Giá em bán như trên clip, em chỉ bao bảo hành cho các bác về chất lượng thôi. Còn hình thức này nó có như thế nào thì em quay vậy. Chiếc này em bán là 2,1 triệu, bảo hành 1 năm. Máy đầu biến áp điện 220V hết rồi. Dòng cao cấp của Panasonic có cảm biến phát hiện người, cảm biến ánh sáng. Con này nó full đủ 5 cảm biến các bạn. Nó là cái dòng đắt nhất của Pana tại thời điểm nó sản xuất thì nó đắt nhất. Con này dùng được cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Nói chung là với cái giá 2,1 triệu thì nó là thiên hạ vô địch. Lọc khí khử mùi bùa, bất chấp tất cả các loại máy trên thị trường. Mẫu mã thiết kế dòng mặt dâng hai cánh vẫy đẹp. Màng HEPA zin theo máy các bác nhé. Màng HEPA zin theo máy vẫn còn đủ tiêu chuẩn chất lượng. Cái màng của Pana các bác nhìn thì nó có vẻ là cái giấy này rất là mềm, nó không nuột nà lắm nhưng mà nó vẫn zin, vẫn trắng đủ để các bác dùng. Màng than dày này. Đấy. Các bác nào ngon bổ rẻ VIP thì các bác lấy con này. Lọc khí bù ẩm khử mùi diệt khuẩn đầy đủ full tính năng cao cấp, giá thì rẻ, có bánh xe, bình nước bù ẩm, màng tạo ẩm vẫn còn ở mức chấp nhận được, nó hơi vàng một chút do có bám cặn vôi nhưng mà vẫn chấp nhận được các bác nhé. Còn bác nào muốn thay thì thêm tiền 150.000 cái màng này, nhưng mà theo em thì không cần thiết phải thay nhé. Nó có thế nào thì thông báo các bác như vậy luôn. Đời 2012 CD máy 21235 VH70 66W. Đấy, giá 2,1 triệu và hành 1 năm. Và nào cảm thấy phù hợp với mình các bác alo nhé. Chào các bác.